quý vị, hiện nay người dân thành phố Đà Nẵng ở vùng xanh và vùng vàng được cấp giấy đi đường QR code. Thế nhưng khi chuyển thành vùng đỏ thì giấy đi đường sẽ được xử lý như thế nào? Cũng như làm sao để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, phát hiện những trường hợp lạm dụng giấy đi đường? Để làm rõ về vấn đề này, phóng viên Đà Nẵng TV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Đà Nẵng TV. Thưa ông, thì hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề là giấy đi đường QR code đã cấp cho người ở vùng xanh và vùng vàng. Nhưng khi những vùng này chuyển sang vùng đỏ thì giấy đi đường này sẽ được xử lý như thế nào thưa ông? Theo tình hình phòng chống dịch thì các vùng vàng xanh có thay đổi hàng ngày. Làm sao là người nhân viên biết được cái giấy mình là đã vùng đỏ hay chưa lịch. Và cũng cơ quan quản lý cũng biết được điều hủy giấy đó. Thì nó có 3 phương án triển khai như sau. Nhất là đối với người mà đã được cấp giấy thì ngay sau khi mà khu nguồn ở chuyển qua vùng đỏ thì phải tự giác thông báo phải ở nhà. Trách nhiệm với cơ quan, tổ chức, chủ của người nhân viên đó thì phải biết từ thông báo của nhân viên mình và tự hủy cái giấy đi đường đó trên ứng dụng. Và khi hủy giấy đi đường đó trên ứng dụng thì cơ quan tổ chức nó có thể là cấp lại cái giấy đó cho người khác đi làm việc thay thế. Thứ ba là trên ứng dụng hệ thống này sẽ tự động nhận biết được những cái vùng thay đổi so với nhân viên được cấp và để tự động hủy cái giấy đó. Song song với hủy đó thì chúng tôi sẽ thông báo cho các chốt cũng như công an tuần tra để biết, để kiểm soát những cái giấy đó là không còn hiệu lực. Vâng, vậy đối với vấn đề lạm dụng giấy đi đường QR code, sử dụng giấy đi đường QR code sai mục đích, vậy thì làm thế nào để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi này thưa ông? Bắt đầu từ lúc cấp phát, tức là chúng ta cấp phát là theo đúng cái đối tượng được hoạt động, dựa vào cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và đúng tỷ lệ được hoạt động theo đối tượng hoạt động thì dựa vào tỷ lệ khống chế trên hệ thống 30%, 50%. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng công nghệ là cái giấy đó là cấp cho đúng người và không làm giả được. Cái thứ ba là ta cũng sử dụng công nghệ kết hợp con người là chúng ta dùng cái app trên điện thoại di động kết hợp với các chốt để kiểm tra xác suất. Và cái thứ tư là không thể là bỏ qua, đó là cái hành chính là xử phạt nghiêm và kiểm tra hậu kiểm sau khi mà cấp giấy. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.